Em kính mời các bác theo dõi quang cảnh sàn mái bê tông nhà anh Văn tầng cuối cùng đây. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, là cất lóc. Đây là nóc thang máy. Sáu tầng. Ở trên cao này thì là quang cảnh rất là hùng vĩ. Xung quanh ở đây là khu tâm linh đây. Kia là trường học. Đây, tương lai của cách tổ chức thi công tại Việt Nam, thép bọc bê tông hết, không dùng cốt pha, thời gian thi công rất là nhanh, anh em làm xong rất là lâu rồi, giờ mới đợi được ngày lành tháng tốt. Thì gia chủ làm lễ cất nắp.